xin chào các khách hàng thân yêu của DK Eyebrow Beauty. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp một vị khách hàng vừa làm xong dịch vụ là điêu khắc headshot tại DK nhé. Em chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho mọi người biết được cái tên của mình và hiện tại mình đang sống tại đâu được không ạ? Xin chào mọi người. Mình tên là Ngọc Anh và hiện tại mình đang sinh sống ở Hoàn Kiếm, Hà Nội ạ. Dạ vâng ạ. Chị Ngọc Anh ơi, không biết là làm thế nào mà chị biết đến DK vậy ạ? Mình biết đến DK qua một số người bạn mình đã từng làm ở DK. Dạ vâng ạ, sau đó thì giới thiệu cho chị qua để làm dịch vụ đúng không ạ? Dạ vâng ạ, anh có thể zoom cho em lại gần một chút tình trạng lông mày của chị Ngọc Anh. Chị Ngọc Anh thì trước đây chưa từng làm lông mày bao giờ. Và như mọi người có thể thấy thì phần đầu lông mày của khách hàng thì đã có sẵn rồi. Và chỉ chủ yếu là phần đuôi là sẽ bị thưa nhiều. Sau khi Master Wally Vương lên dáng cho khách hàng và tạo sợi thì cái form lông mày rất là phù hợp với khuôn mặt cũng như là nhẹ nhàng tự nhiên. Với công nghệ điêu khắc headshot thì sẽ là công nghệ siêu thực đối với lông mày của khách hàng, bao gồm là kéo sợi này cũng như là đánh nền ở phần còn thiếu của lông mày của khách hàng. Thường thì lông mày sau 5 đến 7 ngày thì sẽ băng, thì form dáng sẽ nhìn còn đẹp hơn và màu sắc sẽ còn tự nhiên hơn nữa. Ngoài ra trong quá trình mà khách hàng thực hiện thì sẽ không sưng này, không gây đau đớn gì cho khách hàng cả. Và về nhà mọi người vẫn có thể sinh hoạt như bình thường mà không cần kiêng khem gì về ăn uống cả. Và chị Ngọc Anh ơi, chị có thể cho em cũng như là khách hàng một chút cảm nhận của mình sau khi trải nghiệm về dịch vụ tại DK được không ạ? Mình rất là hài lòng khi đến trải nghiệm dịch vụ làm lông mày tại DK Eyebrow. Các bạn nhân viên ở đây rất là nhiệt tình và tư vấn cho mình rất là kỹ càng ạ. Dạ, nhưng mà trong lúc quá trình làm thì hoàn toàn là rất thoải mái. Dạ, mình còn ngủ luôn trên bàn làm bởi vì không đau gì cả. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Thì hy vọng với cái sự hài lòng này thì chị Ngọc Anh sẽ còn giới thiệu nhiều bạn bè cũng như là người thân trong gia đình của mình biết đến DK và cùng trải nghiệm dịch vụ làm đẹp giống mình đấy chị nhé. Mọi người ơi, nếu như ai mà đang quan tâm làm đẹp full xăm thì hãy nhanh tay đặt lịch qua fanpage DK Eyebrow and Beauty hoặc có thể gọi điện đến số hotline 0912310000 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo.